Cùng với cơ sở hạ tầng, hệ thống cây xanh là yếu tố quan trọng, không thể thiếu trong cấu trúc không gian đô thị. Để bảo vệ môi trường và cải thiện không gian sống, thành phố Vinh đang đầu tư cải tạo, thay thế trồng mới cây xanh tại các tuyến phố. Hiện nay, diện tích tối thiểu đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị đạt 10,5 m2 một người, được đánh giá là một trong năm thành phố trong cả nước có mật độ cây xanh lớn. Môi trường và khí hậu của đất miền chúng ta nói chung là nhất là Nghệ An thì là thiên nhiên là khắc nghiệt, cây xanh và môi trường rất quan trọng đối với đời sống. Tôi thấy hiện nay thành phố đang trồng thêm cây xanh, cảnh quan đô thị thì ngày càng văn minh hiện đại và là xanh sạch đẹp hơn. Cửa Lò, đô thị du lịch biển đầu tiên trên cả nước, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách du lịch về tham quan nghỉ dưỡng. Quan điểm phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Chương trình Hãy làm sạch biển, ngày Chủ nhật xanh được duy trì thường xuyên và hiệu quả. Tất cả các khách sạn, ký ốt, nhà hàng khi xây dựng đều phải có phương án đấu nối đường ống nước thải của cơ sở mình vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải chung của thị xã. Gần 90% là nhà hàng khách sạn đã đấu vào cái hệ thống mà đã được xây dựng từ trước. Và các hệ thống này thì có các cái trạm bơm đẩy đưa về cái nhà máy xử lý. Với cái giai đoạn 2 thì tiếp tục triển khai từ đường ngang số 14 về đến khu vực Vinpearl Cửa Hội. Thời gian tới thì sẽ triển khai cái nhà máy xử lý số 2. Các đô thị chiếm 2/3 tổng nhu cầu năng lượng và phát lượng khí thải carbon, có nguồn gốc từ giao thông, công nghiệp và các hoạt động xây dựng. Bởi vậy, theo quy định, việc quy hoạch khu đô thị, khu dân cư tập trung phải đảm bảo tỷ lệ diện tích cây xanh, mặt nước, hệ sinh thái tự nhiên phải được bảo vệ, giữ gìn, không được lấn chiếm, san lấp, sử dụng sai mục đích. Đối với các dự án xây dựng nhà ở chung cư, tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh là 20%. Quá trình tập trung nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng thì đảm bảo cái chất lượng môi trường sống thì chúng tôi mình đặt lên cái một trong những cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, xây dựng cảnh quan sáng xanh sạch đẹp với khu dân cư kiểu mẫu. Đối với các tuyến đường thì vừa gắn với mở rộng nâng cấp thì chúng tôi chỉ đạo là trồng cây xanh rồi trồng hóa cây cảnh. Hiện nay tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam đạt 42%, dự kiến đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa trên cả nước khoảng 50%. Làm tốt công tác lập quy hoạch đô thị gắn với việc duy trì các yếu tố tự nhiên sẽ góp phần xây dựng đô thị xanh và thân thiện với môi trường, phát triển kinh tế xã hội bền vững.